Chào mừng các bạn đến với kênh của Cún. Nếu bạn là một cô nàng đang đau đầu cũng là đang băn khoăn tìm một cái giải pháp, tìm những cái cách để có thể che đi được khuyết điểm phần bụng dưới và phần thân dưới chưa được mấy thon gọn, thì đây sẽ là video dành cho bạn. Và làm sao để chúng ta trở nên thon gọn hơn, có một cái diện mạo thu hút hơn, thì hãy cùng khám phá ngay 4 mẹo trong video ngày hôm nay mà Cún chia sẻ với mọi người nhé. Và không để mọi người mất thêm thời gian nhiều nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào chi tiết video của ngày hôm nay thôi. Mẹo đầu tiên, tỏa sáng mỗi ngày khi kết hợp trang phục cùng thắt lưng. Nếu như bạn là một cô nàng yêu thích những mẫu đầm thiết kế dáng dài hay dáng suông, hoặc là những mẫu thiết kế oversize mà lại sợ mình trông bị xuề xòa, không được thon gọn, và nếu như mà muốn mình được gầy hơn, được thon hơn, thì hãy áp dụng ngay công thức kết hợp cùng với những chiếc thắt lưng như thế này, bằng cách là sẽ nhấn và chiết vào phần eo nhỏ nhất, thường sẽ là ở phần bụng trên của mọi người nhá. Như vậy thì sẽ vừa kéo dài tỷ lệ cơ thể của chúng ta hơn. Và đặc biệt với chiêu phối đồ như thế này cũng sẽ cho chúng ta được 3 điều. Đầu tiên đó chính là vừa che phần bụng dưới, vừa che phần thân dưới. Thứ hai, tạo được một cái hiệu ứng thị giác giúp eo của chúng ta trông nhỏ đi rất là nhiều. Thứ ba, làm tỷ lệ cơ thể của chúng ta được cân đối hơn, và từ đó sẽ giúp cho chúng ta kéo dài đôi chân của mình hơn. Và quan trọng hơn hết là cái tip mặc đẹp này cực kỳ là dễ áp dụng, và hầu như là nó cũng không có kén kiểu trang phục nào, từ áo, váy, đồ đông hay là đồ hè. Vì thế nên là mọi người có thể an tâm áp dụng nó hàng ngày nhá. Và đó là mẹo đầu tiên. Tiếp theo sẽ là mẹo thứ hai, hack dáng bậc nhất cùng combo áo crop top và quần cạp cao. Thường thì với những cô nàng mà có phần thân dưới chưa được thon gọn á, thì mọi người sẽ tự động tránh xa những mẫu áo crop top, một cái item thời thượng và hack dáng bậc nhất. Tuy nhiên thì cũng đã tìm ra một cái công thức như thế này để mọi người có thể dễ dàng áp dụng hơn, đó chính là kết hợp giữa áo crop top và những mẫu quần cạp cao như thế này. Áp dụng công thức như thế này thì chắc chắn hiệu quả mà mọi người nhận được sẽ có một cái sự khác biệt rất là rõ rệt. Tại vì sao? Tại vì là những mẫu quần cạp cao như thế này á, thì nó sẽ giúp cái phần thân dưới của mọi người được thon, được gọn hơn. Kết hợp với áo crop top thì nó sẽ làm cho cái tỷ lệ phần trên của mọi người sẽ cân đối với tỷ lệ ở phần thân dưới, kiểu là nó sẽ không được chênh lệch quá là nhiều á. Và với một cái tổng thể kết hợp như thế này á, thì sẽ giúp cho chúng ta kiểu là cao ráo hơn này, và cái gu ăn mặc của chúng ta cũng sẽ trendy hơn. Và ngoài ra thì nó cũng cải thiện được vấn đề vóc dáng khá là nhiều đấy nhá. Vì thế là với cô nàng nào mà còn đang đau đầu tìm một cái giải pháp biến đổi vóc dáng thì hãy áp dụng ngay công thức này đi, chứ còn chần chờ gì nữa. Mẹo thứ ba, định dáng hơn cùng chân váy chữ A dáng dài xòe. Đối với những cô nàng mà có phần thân dưới mình không được thon gọn, thì kỵ nhất là những mẫu chân váy dáng dài mà được thiết kế kiểu rất ôm sát mình, ví dụ như là những cái mẫu chân váy Gucci này. Khi mà mọi người mặc những cái mẫu chân váy mà nó quá là ôm sát như vậy á, nếu như mà nhìn trực diện như thế này thì mọi người thấy nó rất là bình thường. Thế nhưng mà nếu mà mọi người nhìn ngang á, thì mọi người sẽ thấy là cái phần bụng dưới này cũng như là cái phần hông của mọi người lộ ra rất là rõ ràng. Thay vì vậy, với những quý cô mà có phần thân dưới chưa được thon gọn á, thì tại sao không chọn ngay cho mình một chiếc chân váy chữ A dáng dài xòe với cái đặc điểm là trên hẹp dưới rộng như thế này để định dáng hơn, đúng không nào? Với kiểu lựa chọn một chiếc chân váy dáng dài xòe như thế này, nó sẽ thu nhỏ vòng eo của mọi người một cách tự nhiên nhất, đồng thời thì nó cũng giúp che đi được những cái phần khuyết điểm ở phần thân dưới, ví dụ như là phần bụng này, phần hông này và phần chân nữa, nhờ thiết kế bắt đầu mở rộng từ phần gầu áo trở xuống. Ngoài ra với mẹo thứ ba này, nếu muốn tạo được một cái hiệu ứng chân dài á, thì mọi người chỉ cần sơ vin gọn gàng ráo á, là mọi người đã có thể yên tâm mặc đẹp, dù là chiều cao của mọi người không mấy là lý tưởng. Và nếu như mà mọi người áp dụng thành công thì hãy comment ở phía bên dưới để Cún biết nhá. Rồi mẹo thứ tư và cũng là cái mẹo cuối cùng trong video ngày hôm nay, đó chính là xua tan béo bụng cùng quần ống rộng. Nếu như mà mọi người có chung cảnh ngộ giống như Cún, là một cái người có phần bụng dưới không được gọn này, phần hông thì hơi bị hóp này, thì tuyệt đối là đừng có lựa chọn những mẫu quần mà kiểu thiết kế là ống của nó sẽ là ống ôm sát như thế này nhá. Để mình cho mọi người xem ví dụ để dễ dàng hình dung hơn này. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là mình đang mặc ở trên người là một chiếc quần ống ôm sát như thế này. Mọi người có thể thấy là tất cả những cái nhược điểm ở phần thân dưới của mình lộ rõ mồn một như thế này luôn, kiểu như là không thể nào chấp nhận được ấy.
Vì thế nên là mọi người hãy tránh xa, tránh xa, càng xa càng tốt những mẫu quần ống ôm và bó sát như thế này nha. Mà thay vào đó thì hãy lựa chọn cho Cún một chiếc quần ống rộng, lưng cao và được may với những cái chất liệu nó cứng cáp như là chất liệu jean này, chất liệu tuyết mưa này, để nó có được một cái độ che phủ khuyết điểm tốt hơn, để có thể là xua tan nỗi lo béo bụng cũng như là phần thân dưới không được mấy thon gọn khi mà chúng ta muốn lên đồ đi chơi, đi dạo phố hay đi hẹn hò cùng với lại bạn bè, đúng không nào? Ngoài ưu điểm là sành điệu này, dễ phối đồ này, thì item này còn có một cái ưu điểm rất là lớn, đó chính là khi mà mọi người mặc á, thì nó sẽ đem lại một cảm giác siêu 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 thoải mái luôn, và hầu như là nó sẽ phù hợp với lại mọi hoàn cảnh này và với mọi phong cách. Và còn một cái đặc biệt hơn nữa là nó siêu hợp tác với những dáng áo bo hông này hay là những set đồ cần được sơ vin, nên là mọi người tuyệt đối là đừng bỏ qua mẹo thứ tư này nha. Hãy coi việc mặc đẹp là một hình thức nghệ thuật để thể hiện bản thân và tôn vinh lên được nét đẹp độc đáo của riêng bản thân mình. Mọi bức tranh đều đẹp theo cách riêng của nó và cơ thể bạn cũng thế. Vì thế nên là trên tất cả đừng quên rằng tự tin là chìa khóa để mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn, và chính bạn là người quyết định bạn diện cái gì và cảm thấy thoải mái như thế nào. Đừng vì những lời gièm pha, những lời thị phi mà đánh mất đi con người bạn nhé. Và video của nhà Cún hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng với 4 mẹo mà hôm nay cũng chia sẻ ở trong video này cũng một phần nào đó giúp ích cho mọi người trên hành trình mà mọi người đi qua để tìm thấy sự yêu thương và chấp nhận bản thân mình. Nếu bạn cảm thấy video này thú vị thì hãy cho mình một like, subscribe và bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất khi mà nhà Cún lên video hàng tuần nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.